Chào mừng tất cả quý khách hàng. Những ngày Tết đi du xuân thì chiếc xe thân yêu của chúng ta sẽ đưa gia đình vi vu, và chúng ta sẽ cần lưu ý cũng như là kiểm tra những gì trước khi mà chúng ta di chuyển các hành trình để đi du xuân. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị rằng là chúng ta sẽ kiểm tra chiếc xe của mình từ lốp, ắc quy, thiết bị điện tử hay những phần ngoại thất, nội thất, kiểm tra trước khi di chuyển để làm sao cho cái chuyến hành trình của chúng ta thật là vui vẻ, an toàn, cũng như là đón một cái xuân mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và chúng ta sẽ cùng cập nhật clip ngay bây giờ. Và việc đầu tiên thì chúng ta sẽ là kiểm tra áp suất lốp. Đây là chiếc lốp của một chiếc xe ô tô. Trên xe ô tô thì chúng ta sẽ có 5 bánh xe, 1 bánh dự phòng và 4 bánh. Và trên này thì sẽ có cái phần thông số lốp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn để thấy được luôn là nếu mà nhìn ở phía bên ngoài, chúng ta kiểm tra bằng mắt thường thì sẽ thấy được rằng là lốp còn đang đủ hơi, đúng không ạ? Lốp sẽ có cái phần những cái mũi tên như thế này để chúng ta kiểm tra cái độ mòn. Văn Hội cũng chỉ cho anh chị biết nhá. Riêng về phần áp suất lốp, đây anh chị nhìn thấy đây không ạ? Nó sẽ có mũi tên này. Mũi tên này chúng ta gióng vào trong. Đây độ mòn của lốp. Thứ hai là áp suất lốp. Áp suất lốp thì chúng ta sẽ bơm như thế nào? Cũng như tiện như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phần, nhìn thấy cái phần má phanh. Anh chị nhìn thấy má phanh đây không ạ? Vẫn còn đủ dày. Và xem rằng là các đường ống dầu là có hiện tượng rỉ dầu hay chảy dầu gì không. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần thông số này. Nhà sản xuất đã ghi sẵn ở đây rồi. Anh chị nhìn thấy nhá. Đây. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là lốp này. Front. Front là lốp trước. Sẽ đề xuất của nhà sản xuất là 220 kPa. Lốp sau 210. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ bơm đúng theo cái tiêu chuẩn. Tại sao lốp trước lại nặng căng hơn là vì có khối động cơ nữa cho anh chị nhé. Đó chính là ở phần lốp. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ kiểm tra nhanh ở trên cái bảng đồng hồ này, thì chúng ta sẽ mở cái nắp capo ra. Ắc quy. Vậy ắc quy sẽ kiểm tra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Phần tiếp theo Văn Hội muốn chia sẻ đến cho quý anh chị khách hàng, đó chính là hãy mở nắp capo lên để kiểm tra tổng thể bên trong xe trước khi mà chúng ta đi xa ngày Tết như thế này. Đầu tiên đó chính là ắc quy. Anh chị nhìn thấy cái phần vạch của nhà sản xuất ghi upper blower đây không ạ? Đây chính là phần dung dịch nhá. Chúng ta cũng có thể mở cái nắp này ra để chúng ta kiểm tra. Đây anh chị nhìn này, nước vẫn còn, dung dịch vẫn còn đầy này, đúng không ạ? Đó. Hoặc là những cái cọc bình này này. Cọc bình trong xe chính hãng thì gần như là sẽ không có sự oxy hóa gì đâu. Trong trường hợp mà anh chị mà dùng những cái xe cũ lâu năm ấy, thì chúng ta mở những cái phần nắp bình này lên. Thì chúng ta sẽ làm gì ở phần này? Chúng ta sẽ đổ nước sôi vào đây nhá, là nó sẽ chảy bỏ cái phần oxy hóa ra ngay. Tiếp nữa nào, chúng ta kiểm tra đến dầu. Đây là dầu của động cơ này. Anh chị sẽ rút que thăm dầu lên, lấy khăn lau sạch. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm lại và kiểm tra dầu ở cái mức vạch của nhà sản xuất đưa đây này. Và anh chị chú ý là mỗi 5.000 hoặc 6 tháng thì chúng ta sẽ thay dầu một lần, đúng theo định kỳ của nhà sản xuất. Dù chưa đi đến 5.000 km mà đến 6 tháng rồi anh chị cũng thay dầu cho Văn Hội nhé. Đây là phần nước rửa kính. Nước rửa kính nhá. Nước rửa kính của xe thì chúng ta nhớ là sử dụng đúng cái dung dịch mà nhà sản xuất khuyến cáo. Đó như là những phần lưu ý. Thì chúng ta có lưu ý thêm rằng là những cái dây điện này, xem rằng là có bị chuột cắm hay không, hay là còi. Xe TOTA đây thì còn có thêm cái còi cảnh báo như này. Ngoài ra hai còi phía trước thì anh chị nhìn thấy đây, hai còi phía trước để chúng ta coi như là bóp còi đấy ạ. Và nó sẽ giấu hơi kín ở trong một chút. Đó chính là về. Ngoài ra thì chúng ta còn kiểm tra gì động cơ nữa, xem có những cái rò rỉ bất thường gì không. Rò rỉ bất thường gì không nhá. Anh chị sẽ nhìn từ phải, nếu đúng quy trình thì chúng ta nhìn từ phải qua trái, nhìn từ trên xuống dưới,
nhìn xem có rò rỉ bất thường gì không, để chúng ta khi mà chúng ta đi di chuyển đấy, đường dài đi du xuân chúng ta yên tâm. Cũng như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra phần bóng đèn. Tất cả bóng đèn thì chúng ta sẽ bật lên nhé. Đây là phần đèn. Đi xa đặc biệt nhất là buổi tối thì chúng ta sẽ kiểm tra phần đèn nhé. Phần đèn anh chị nhìn thấy này. Chúng ta từ đèn xin nhan này, đèn pha cốt này, đèn daylight này, đèn sương mù này, chúng ta kiểm tra nhé. Và cũng như là kiểm tra cái phần đèn ở trên gương, gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu đúng không ạ? Kiểm tra trước khi đi xa là một trong những điều rất cơ bản luôn. Chúng ta nhìn ra đằng sau, chúng ta cũng sẽ kiểm tra các phần đèn, bao gồm đèn phanh, đèn xi nhan, hệ thống cảm biến, xem là có bị móp xước gì không. Đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ có một cái lưu ý ở cái phần. Còn nếu muốn kiểm tra chi tiết cái tình trạng ở bên trong xe như thế nào thì khi bước vào bên khoang động cơ, thì anh chị có thể nhìn thấy này, nhà sản xuất người ta cũng đã thiết kế cái bảng đồng hồ rất là chi tiết rồi. Sẽ rất chi tiết anh chị nhá. Đặc biệt là cái hình đèn check này. Anh chị nhìn hình đèn check đấy không ạ? Hình đèn check nếu mà khi nổ máy, đây là chưa nổ máy nhá, thì vòng tua động cơ chưa lên này. Nếu mà nổ máy rồi mà đèn check vẫn còn sáng thì chúng ta phải kiểm tra. Thứ hai nữa là nước làm mát. Cái biểu tượng màu xanh kìa, anh chị nhìn thấy này. Nếu đỏ vịt dầu này cũng vậy. Nếu mà vẫn, túm lại là khi mà đã nổ máy thì chỉ được phép là những cái đèn có biểu tượng là màu xanh, hoặc cùng lắm là màu vàng nó sẽ là cảnh báo nhá. Như màu vàng đây là biểu tượng của trợ lực lái điện này. Ắc quy nếu mà nổ máy vẫn còn sáng thì là xe không nạp điện. P là parking, chưa hạ phanh tay, cửa mở hoặc thắt dây đai an toàn. Còn nếu mà nổ máy rồi thì là những cái đèn này nó sẽ tắt này. Nổ máy rồi là các đèn sẽ tắt nhá. Còn khi bật chìa khóa lên này anh chị nhá, nó sẽ kiểm tra đa thông tin này. Đó, để giải thích thế này anh chị biết. Đây đang trong showroom Văn Hội không nổ máy. Tiếp tục nào. Những cái lưu ý về màn hình thì không nói rồi. Màn hình thì bây giờ là gần như nhà sản xuất là yêu cầu là sẽ phải, chúng ta sẽ phải bắt chọn đầy đủ thì mới có thể nghe được FM hay mọi thứ. Gió thì chúng ta lưu ý nên để gió trong này. Điều hòa AC mới là điều hòa anh chị nhá. Nhiều khi để như thế này mà bật quạt gió này thì điều hòa không mát đâu ạ. Phải bật AC lên ạ. Đây là hướng gió này, đây là độ lạnh này. Giải thích cơ bản cho anh chị như thế. Như số sàn đây thì là có 5 cấp số. Số tự động thì chúng ta có P, R, N, D, M nữa đúng không ạ? Trên này thì chúng ta vô lăng thì chúng ta cũng sẽ chỉnh theo cái ý muốn này. Công tắc cảm biến nhớ bật lên nhá, nổi đèn xanh lên nhá. Gương cũng vậy, chúng ta chỉnh mặt gương. Chỉnh mặt gương như thế nào? Chỉnh là chúng ta sẽ theo cái nguyên lý như thế này anh chị nhá. 1/4 nhìn vào thân xe, 3/4 nhìn ra ngoài. Ở trên thì 2/3 nhìn lên trên, 1/4 nhìn xuống dưới. Đó, rất đơn giản thôi đúng không ạ? Nhưng đặc biệt nhất là khi vào xe là lưu ý là những cái cảnh báo phụ trợ này, này, đi đường này. Đó, nhưng là những cái lưu ý quan trọng nhất. Và chúng ta là nhớ thắt dây đai an toàn khi lái xe, cả người lái cả người bên phụ luôn, đầy đủ hết nhá. Dây đai thì có cái nấc này, anh chị nhìn này, dây đai có cái nấc, nấc theo từng cái chiều cao của người ngồi mà. Gọi dây đai an toàn 3 điểm. Đó. Và anh chị lưu ý là một số xe là cái đèn trần này chúng ta nhớ là tắt hẳn. Nhiều khi đi vào nhà người thân người quen buổi tối mà chúng ta đóng không hết cửa hoặc bật đèn như thế này, hoặc bật cưỡng bức như thế này, đèn khi đóng cửa sẽ không tắt là sáng sau là hết ắc quy. Rất lưu ý anh chị nhá. Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ xem cái phần cốp phía sau nào. Đây là chính là phần cốp phía sau này. Chúng ta sẽ mở cái cốp ra. Chúng ta sẽ kiểm tra gì ạ? Đó chính là cái phần lốp sơ cua. Lốp sơ cua rất quan trọng nhá. Anh chị cũng sẽ kiểm tra cái phần áp suất lốp hơi cho Văn Hội, để chúng ta yên tâm rằng là trong trường hợp mà không may ở dính đinh thì chúng ta sẽ có thể thay lốp sơ cua vào.
Và cái phần lốp sơ cua này thì Văn Hội cũng có chia sẻ thêm cho anh chị, đó chính là chúng ta sẽ nên lưu ý có hai việc. Một là chúng ta nên chuẩn bị một cái phần bơm lốp. Nếu mà chúng ta đầu tư luôn được một chiếc bơm lốp Toyota chính hãng ấy, thì khi mà những ngày Tết như thế này chúng ta đi nó sẽ hoàn toàn yên tâm anh chị nhé. Chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm này. Đây đó chính là một chiếc bơm lốp chính hãng của Toyota. Đó, anh chị nhìn thấy không ạ? Bơm lốp chính hãng này. Rất tiện nha, mà cắm trực tiếp bằng cái cổng 12V theo xe. Và chúng ta có thể đầu tư thêm một bộ dụng cụ câu bình ắc quy. Nhiều trường hợp thì chúng ta chỉ cần nhờ những cái xe đi đường thôi là chúng ta có thể. Đây đèn này, rất nhiều thứ anh chị nhìn này. Tất nhiên những cái chi tiết này thì chúng ta sẽ cần cắm vào cái tẩu nhá. Đèn cảnh báo này. Đây là bộ dụng cụ. Dây âm đây. Dây âm ắc quy đây, dây dương đây. Đây là ba lăng tời nhá. Băng tời kéo nhá. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm những cái phụ kiện khác, thì ở một cái clip khác thì Văn Hội sẽ chia sẻ cho anh chị. Còn ở clip này là chủ yếu là chúng ta sẽ những lưu ý. Còn để chuẩn nhất thì chúng ta nên bảo dưỡng, theo định kỳ của nhà sản xuất đã quy định trước những ngày nghỉ lễ. Không chỉ là đảm bảo về cái chất lượng của chiếc xe của chúng ta, mà chúng ta còn đảm bảo là di chuyển trên mọi cung đường. Thời gian làm việc của chúng tôi thì đến hết ngày 28 âm lịch, tức là hết ngày mai đấy ạ. Và cái số hotline thì anh chị sẽ lưu ý là chúng ta sẽ lưu cái số 0989 588 516 vào. Mọi vấn đề từ bảo hiểm này hay là bảo dưỡng, sửa chữa rất tuyệt vời anh chị nhá. Đó chính là những cái lưu ý cơ bản. Những lưu ý cơ bản khi mà chúng ta du xuân, di chuyển xe ngày Tết rất tuyệt vời luôn. Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ đến phần tổng kết nào. Vừa rồi đó chính là những cái lưu ý, những cái hướng dẫn chi tiết và cơ bản nhất khi mà chúng ta sử dụng xe đi du xuân. Chúng ta nhớ, Văn Hội sẽ nhắc lại và tổng kết lại một lần nữa này. Một, kiểm tra áp suất lốp. Hai, bơm lốp đúng thông số của nhà sản xuất. Ba, kiểm tra còi, đèn, xi nhan. Thứ tư, kiểm tra cái lốp sơ cua ở phía sau. Thứ năm, hệ thống phanh. Thứ sáu, thay dầu, nước làm mát, dung dịch bình ắc quy hay là nước rửa kính. Chúng ta kiểm tra bơm hay là bổ sung đầy đủ. Và bên trong xe, kiểm tra xem là điều hòa, mọi cái tính năng âm thanh hay cảnh báo là có hoạt động bình thường hay không, có những cảnh báo nào đặc biệt hay không. Hãy mang xe đến đại lý để được bảo dưỡng, sửa chữa, để cho chiếc xe của chúng ta là vận hành tốt nhất, để đi du xuân vui vẻ nhất. Và xuân Giáp Thìn cận kề rồi, Văn Hội xin kính chúc toàn thể quý anh chị khách hàng đón một cái xuân mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn luôn lái xe an toàn. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật nào. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Bye bye.